Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở phần 1, Hoàng Vy đang thưa dở về cái lời phát biểu mới nhất của ông tỷ phú Elon Musk, một người mà có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn lao, nội một cái gì mà ông phát biểu trên Twitter thôi. Thì sau đó có cả 132 triệu người theo dõi cái tài khoản Twitter của ông Elon Musk. Ngày hôm qua, ông vừa mới tuyên chiến với Tổ chức Y tế Thế giới khi mà họ chỉ nói rằng họ sẽ lập ra một cái hiệp ước để mà đối phó với đại dịch, để mà từ đây về sau khi có đại dịch xảy ra thì tất cả sẽ cùng có những cái cách mà trao đổi thông tin và phản ứng kịp thời. Tổ chức Y tế Thế giới này cũng đang rất là nhức nhối với cái chuyện điều tra về cái diện nguồn gốc Covid-19 nữa. Quý vị nhớ không? Hoàng Vi đã thưa quý vị rồi. Cách đây hai hôm họ phẫn nộ lắm. Họ nói là Trung Quốc cứ bưng bít những cái thông tin và cản trở Ba lần tổ chức y tế thế giới đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của Covid. Nhưng mà rồi đều trở về tay không hết và bị cái sự ngăn chặn của Trung Quốc rất là lớn. Vậy mà Trung Quốc còn đăng đàn, phát ngôn của Bộ ngoại giao của Trung Quốc là Mao Ninh còn nói rằng đó thưa quý vị, là Mỹ cần phải công khai những cái thông tin về nguồn gốc Covid-19 và đừng có tiếp tục bôi nhọ Trung Quốc như vậy. Đó, đó là cái sự và thậm chí khi mà những cái nhà nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới này mà họ đăng những cái dữ liệu về nguồn gốc Covid-19 thì bị Trung Quốc rút xuống hết. Quý vị nhớ câu chuyện Hoàng vi thưa không? Và bây giờ ông Elon Musk, ông, công, ông, 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 tuyên chiến với lại Tổ chức Y tế Thế giới. Thì cái chuyện đó hồi nãy Hoàng Vi đã thưa phần 1 rồi nhưng mà nói về nhân vật Elon Musk này một chút đi thưa quý vị. Thực sự, thực sự không ai có thể phủ nhận được Elon Musk là một người rất là thành công và Hoàng Vi có nói với quý vị đó có phải là vì người ta có tài cho nên có tật hoặc là có tật mới có tài hay không nhưng mà không ai có thể phủ nhận một điều Elon Musk là một cái vấn đề khá là lo ngại và nhức nhối của Washington theo tờ Bloomberg đó thưa quý vị Người ta lật lại cái giải World Cup ở Qatar vừa rồi, trong khi cả thế giới đang quan tâm đến chiến thắng của đội Argentina thì người ta mới nhìn lên khán đài và thấy cái hình ảnh của ông tỷ phú Elon Musk á, đang đứng kế bên chụp hình và mỉm cười với một cô gái với một cô gái và cái nhân vật này á ngay sau đó người ta xác định được đó là cái cô Naya Askerzy là một người rất là nổi tiếng ở bên phía nga và là một cái nhân vật coi như cánh tay đắc lực của cái bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin và ông Putin. Ngay lập tức thế giới để ý và tờ Bloomberg nói là họ rất là lo ngại với cái mối quan ờ xin cảm ơn ban kỹ thuật. Rất là lo ngại với cái sự gắn bó giữa ông Elon Musk với lại phía Nga. Với lại phía Nga. Và đâu phải chỉ Nga đâu quý vị, cả bên Trung Quốc nữa. Hoàng Vi đã thưa cái câu chuyện này rồi. Lúc mà Elon Musk mở ra cái nhà máy sản xuất Tesla rất là lớn ở Thượng Hải đó thưa quý vị ở Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã có hỗ trợ giúp đỡ cho Elon Musk rất là nhiều để mà có thể xây dựng nhà máy như thế này. Cho nên á, và bất kỳ một cái động tĩnh gì của Elon Musk á, thì Trung Quốc nếu mà không được lòng Trung Quốc quý vị nhớ cách đây vào khoảng 2 tháng biết bên Trung Quốc có nói mà Elon Musk cẩn thận củi lửa đừng có ăn cháo đá bát. Và chính ông tỷ phú Jeff Bezos cũng đã từng đưa ra cái lo ngại rằng ấy, Elon Musk được quá nhiều bánh ít từ phía Trung Quốc, vậy thì bánh quy trao lại đó là gì? Đó có phải là những cái thông tin, có thể là những cái thông tin tình báo, những cái thông tin về... cái cái cơ sở của người dùng của Mỹ để mà có thể bán được những cái dữ liệu đó cho bên phía Trung Quốc hay không. Chúng ta không biết đó là những cái concern, Hoàng Vy nói lại là concern chứ chưa phải là thực tế. Nhưng mà rất là nhiều người lo ngại về cái mối quan hệ mật thiết giữa Elon Musk và cả phiên phía Nga. Và có một điều nữa thưa quý vị, khi mà Elon Musk mà mua lại, mua lại cái Twitter với cái giá 44 tỷ đó, cái điều đó thực ra là cũng rất là trúc trắc, chắc quý vị nhớ thì có một cái sự hậu thuẫn rất là lớn, bao gồm những cái tổ chức ngoại uh, nước ngoài đó đã tài trợ cho Musk, trong đó có hoàng tử Ả Rập Saudi Bin Talal nè, rồi người sáng lập của một cái uh, và CEO của cái công ty về Trung Quốc là Binance nè, rồi cùng một cái quỹ đầu tư của Qatar nữa. Cho nên quốc hội á của Mỹ đó nhiều lần đưa ra cái câu là có nên để cho cái ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ đó tham gia siết chặt những cái giao dịch của các công ty tư nhân như của Elon Musk như thế này nè, bởi vì họ lo ngại về an ninh quốc gia và như Hoàng Vi vừa nói với quý vị đó, năm cái công ty của Trung Quốc đều có cái, cái 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 ảnh hưởng rất là sâu rộng đối với Mỹ. Tesla là, là đối với chương trình nghị sự về cái công nghệ xanh của ông Biden, rồi uh, uh, SpaceX là về cái uh, khám phá không gian gắn liền với NASA, rồi Starlink rất nhiều những cái dự án quan trọng như vậy, cho nên cái nhân vật Elon Musk phải nói là một nhân vật mà bên phía Mỹ cảm thấy là rất là lo lắng. Rồi một cái phần tin nữa và diễn ra uh, liên quan đến ông Tổng thống Joe Biden thưa quý vị, ông Tổng thống Joe Biden vào chiều tối ngày hôm qua ông đã đến Canada và gặp ông Thủ tướng Justin Trudeau hai nhân vật này là trong suốt cái thời gian vừa qua có một cái mối quan hệ rất là gắn bó và rất là gọi như mối quan hệ rất là tốt với nhau và được biết là ngày hôm nay là ông Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc gặp chính thức và bàn một số cái chương trình nghị sự đối với bên Canada. Trong đó đó một số cái 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 điểm chính mà nhiều người người ta nhận định đó thưa quý vị, đó là chuyện giải quyết cái vấn đề di dân ở vùng biên giới Bắc Mỹ và Canada ông ông thủ tướng Trudeau đó có có thể là sẽ đưa ra một cái lời một cái uh thỏa ước, một cái lời hứa là sẽ có thể tiếp nhận 150.000 di dân mà đến biên giới ở dừng lại ở Canada để không có tạo thêm những cái gánh nặng đối với những cái vấn đề về biên giới của nước Mỹ. Đó là một trong những cái chương trình nghị sự bên cạnh là những cái ý ví dụ như là bên phía Mỹ đang đặt nhiều cái áp lực để yêu cầu là Canada hãy gia tăng thêm cái nguồn ngân sách về quốc phòng ngân sách về quốc phòng và bên cạnh đó là những cái chương trình bàn về những cái khủng hoảng opioid rồi những cái chất ma túy xâm nhập vào biên giới rồi cả những cái hợp tác quốc phòng giữa hai bên đó là một số những cái điểm chính một số cái điểm chính mà người ta nhìn thấy là ngày hôm qua lúc mà ông tổng thống Joe Biden đến với Canada đó thì đã gặp ông Trudeau là cả hai là rất là tay bắt mặt mừng như vậy thì không rõ là sau cái cuộc gặp này đó theo lời của phát ngôn viên của tòa bạch ốc là không rõ là sẽ đạt được những cái giải pháp như mà phía chính phủ của ông Biden mong muốn hay không thì một trong những cái vấn đề đó đó sẽ là cái chuyện giải quyết cái di dân quá tải ngay tại biên giới của Bắc Mỹ và cả những cái vấn đề về cái khủng hoảng ở Haiti đó ngay ngày càng dâng cao về chính trị và xã hội để nó có thể là cũng là một cái mối đe dọa bởi vì người dân của Haiti có thể là sẽ đổ xô lại biên giới và mong muốn nhập cư vào nước Mỹ, nó sẽ tạo thành một cái vấn đề và hướng đến cái cuộc bầu cử năm 2024 thì cái vấn đề về di dân là một trong những cái vấn đề mà ông Biden đang gặp phải rất là nhiều sự chỉ trích. Và cũng liên quan tới một cái quyết định gần đây của ông tổng thống Joe Biden thưa quý vị mà chúng tôi cũng có thừa. Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau 2 năm chấp chính ông tổng thống joe biden đã phải sử dụng cái cây viết của mình để mà veto để mà phủ quyết một cái dự luật mà đã được quốc hội thông qua và chuyển đến bàn của ông nhưng mà sau đó là ông đã chặn lại đã phủ quyết và đây là cái quyết định đầu tiên một lần nữa như vậy đó là về cái chuyện là các cái công ty mà đầu tư đó, thưa quý vị có thể được sử dụng cái nguồn quỹ hưu của người dân mỹ đóng vô đó đó và dùng cái số tiền đó để đi đầu tư để mà kiếm lời về thì uh, theo cái uh, bộ lao động của dưới thời của ông tổng thống Joe Biden đó thì họ đặt ra những cái điều kiện là những cái công ty mà được những cái quỹ hư này đầu tư vô đó thì phải chú trọng về những cái vấn đề về môi trường và có những cái chính sách về an sinh về xã hội rất là tốt thì mới được đầu tư còn những cái công ty nào mà không có quan tâm những cái yếu tố về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hay có những cái chương trình xã hội không có tốt á, thì không có được đầu tư nói vắn tắt là như vậy và được họ gọi tắt là cái cái dự luật ESG thì ngay lập tức phía đảng cộng hòa thì cho rằng á, là những cái kiểu như thế này, cái kiểu mà đầu tư như thế này là đầu tư woke, cái từ mà Hoàng viên nhiều lần thưa quý vị, cái từ woke là cái từ bên phía đảng Cộng Hòa mà chỉ trích dân chủ, chỉ trích chính phủ Biden là cấp tiến quá và ngày càng woke. Thì nhưng mà bây giờ thậm chí là hỏi là những người cộng hòa quốc là cái gì đó thì rất ít người trong số đó cả những cái fan cuồng của cộng hòa maga đó thưa quý vị thường xuyên chỉ trích cái này là quốc cái kia là quốc trong giáo dục của quốc trong giới tính của quốc trong điện ảnh cái gì cũng quốc nhưng mà quốc là cái gì thì không ai biết thì bên phía cộng hòa nói rằng á, cái kiểu mà bắt buộc á, là dùng cái tiền hưu của người dân Mỹ mà đi đầu tư mà đòi là những cái công ty phải có quan tâm về môi trường, về xã hội tốt á, thì mới được. Thì cái này nó 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 làm quá và nó quốc quá đi cho nên họ chống. Họ đưa ra cái đạo luật này họ chống, nhưng mà ông Biden đã phủ quyết rồi. Thế thì ngày hôm thứ năm thì quý vị, họ lại đưa ra hạ viện một lần nữa cái dự luật này để mà để mà override cái quyết định của ông Biden. Nhưng cái kết quả cuối cùng là bên phía Cộng Hòa ngay tại Hạ Viện họ đã thất bại ngay cái lần bỏ phiếu ngày hôm qua thưa quý vị. Trong khi là hầu hết tất cả những dân biểu bên phía Cộng Hòa là đứng để mà chống đối cái quyết định của ông Biden. Và bên phía Dân Chủ cũng vậy thôi nhưng mà chỉ có một cái dân biểu bên phía đảng Dân Chủ của tiểu bang Maine là Jared Golden đã đứng cùng với bên phía Cộng Hòa. Nhưng mà nó vẫn không đủ số phiếu là bởi vì cần phải có 2 phần 3 2 phần 3 dân biểu ở Hạ Viện đồng lòng quyết định thì mới được là override được cái uh, cái 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 cái, um, cái, uh, cái cái quyết định của ông tổng thống Joe Biden nhưng cuối cùng họ đã không được mong đợi. Cái câu hỏi mà Hoàng Vi muốn hỏi quý vị á, ngay từ cái chương trình trước khi mà Hoàng Vi đề cập đến cái ESG nè thưa quý vị, giống như quý vị nhớ là đã từng có một cái thời gian những cái phong trào và Me too nổi lên đó thưa quý vị của những cái người phụ nữ những người nữ đó người ta chống đối lại với những cái kiểu ở những cái chỗ công sở ở những cái chỗ làm ở những cái người boss hay những cái người đồng nghiệp mà đã có những cái hành vi mà quấy rối tình dục đối với những người nữ đó thì cái phong trào me too nó trải dài không chỉ ở mỹ đâu mà nó lan lên khắp cả thế giới và suốt một thời gian nó gần như là nổi đình nổi đám thì những cái công ty nào mà có những scandal mà liên quan tới Me Too á, thì thường bị người ta sẽ lên án và thường bị người ta tránh xa. Thì tương tự như cái ESG này cũng vậy. Cái chính sách ở bên phía chính phủ Joe Biden nói rằng á, là bây giờ á, sử dụng tiền hưu của người Mỹ mà đi đầu tư để mà kiếm lời á, đó là chuyện đương nhiên ok nên làm. Để mà tiền đầu tư thì nó mới sinh lời. Nhưng mà phải đầu tư vô những cái công ty nào mà có chính sách về năng lượng tốt thì thì quý vị nghĩ sao về điều này hay là cầm cái đồng tiền đó đi đầu tư bất kỳ một cái công ty nào cũng được miễn là cái công ty đó nó sinh lời cho mình và không cần quan tâm tới cái chính sách đến cái cái chính sách của công ty đó như thế nào, cái môi trường của công ty đó như thế nào, bất kể chỉ cần công ty đó làm ra tiền là được. Quý vị nghĩ sao về điều này? Bởi vì người ta nói là trong cái thời buổi hiện nay con người ta ngày càng phải tiến về phía trước và người ta phải có những cái chương trình để ứng phó với biến đổi khí hậu và cả những cái chính sách mà đối với con người á, quý về cái cái yếu tố về nhân văn á, nó phải đối xử được rất là tốt chứ nếu như mà chúng ta không quan tâm tới những chính sách đó chỉ cần công ty đó làm ra tiền là đủ bất kể công ty đó khai thác lĩnh vực gì đối xử với nhân viên tệ bạc như thế nào hay có những cái scandal về quấy rối tình dục như thế nào thì ok chúng tôi không khe chỉ cần mà làm ra tiền thì chúng tôi khe thế thì sẽ tạo điều kiện cho những cái công ty những cái tập đoàn lớn đó họ không cần quan tâm đến cái văn hóa đến cái gọi là hướng đến cái môi trường sạch Vậy thì cái trái đất này như thế nào và cái xã hội Mỹ này sẽ như thế nào Đó là ý kiến của cả hai bên Còn quý vị, quý vị nghĩ sao về cái quyết định này của cả bên Dân Chủ và của cả bên Cộng Hòa Thì nếu được quý vị chia sẻ về với chương trình Và như hồi nãy Hoàng Vi có nói đó khi mà bên phía đảng Cộng Hòa cứ liên tục chỉ trích bên phía đảng Dân Chủ là quốc nhưng mà thực sự nếu hỏi quốc là gì á, thì rất là ít đếm trên đầu ngón tay rằng người ta có thể định nghĩa được quốc là một cái sự tỉnh thức một cái sự tỉnh thức một cái sự ý thức về một cái bất bình đẳng những cái vấn đề về uh, công bằng về sắc tộc những cái vấn đề về uh, um, giai cấp những cái câu chuyện về nói chung là những cái sự bất bình đẳng về sắc tộc mà nó nổi lên ở trong một cái xã hội nhưng mà thường á, bây giờ cái từ quốc này thưa quý vị nó được sử dụng tràn lan thậm chí bây giờ kiểm soát súng kiểm soát súng thì cũng bị dán nhãn cho đó là quốc quý vị biết ngày hôm mới ngày hôm qua đây ở michigan đây thưa quý vị một cái dân biểu tiểu bang của michigan đã đưa ra một cái lời kêu gọi là chống lại cái chuyện là kiểm soát súng thậm chí họ chạy một cái quảng cáo là cái hình một cái bàn tay mà có cái nhẫn cưới rồi xong họ chạy họ đưa ra một cái dòng chú thích như vậy nè trước khi mà để cho cái bọn dân chủ mà tước cái nhẫn ra khỏi cái tay của quý vị á, là đừng có để cho dân chủ làm cái điều đó vì nó cũng giống như là tước đi cái khẩu súng của quý vị vậy theo cái tu chánh án thứ hai và thậm chí họ còn so sánh với cái chuyện mà đức quốc xã thảm sát người do thái họ nói rằng cái việc mà tước đi cái khẩu súng này á, là một cái chuyện rất là work giống như là đức quốc xã mà thảm sát cái người do thái như vậy ngay lập tức lời tuyên bố từ đảng cộng hòa ở tiểu bang michigan như thế này michigan làm cho ngay cả cộng đồng do thái của nước mỹ người ta cũng bất bình người ta nói làm sao mà có thể đặt lên trên một cái bàn so sánh hai cái đối tượng không hề liên quan như vậy và cái gì họ cũng dán nhãn cho đó là quốc nhưng mà thử hỏi là quốc là gì Hoàng viên muốn kể quý vị như cái lời hứa tuần trước có một cái tác giả ở bên là một cái fan của cộng hòa Maga thưa quý vị đã viết ra một cái cuốn sách có tên là Stolen Youth và tác giả này có tên là Bethany Mandel viết hẳn một cái cuốn sách luôn và đã được Fox News nha thưa quý vị Fox News mời lên trên có lẽ là không phải là cái hình này về cô tác giả này đã mời lên trên Fox News để mà phỏng vấn và nói về cuốn sách nhưng mà khi cái người an cơ của Fox News thưa quý vị mới có đặt một câu hỏi như thế này nè. Người an cơ, cơ có tên là Joy Cray mới hỏi cái cô tác giả Bethany này á, là trước khi mà mình đi xa hơn mình nói về những cái nội dung trong cuốn sách đó thì bây giờ cô có thể nói định nghĩa dùm cho chúng tôi là quốc là gì hay không để mà từ đó chúng tôi hiểu được là chúng tôi mới đi vô uh, sâu hơn. Cô này quý vị tin không cô này mất người ta nói gần 15 phút cô Bentany này không định nghĩa được work. Cô nói là work là À, đây là một cái trào lưu mà bây giờ nó đang rất là thịnh hành ở trên mạng xã hội và tôi tôi nghĩ rằng quốc là một cái gì đó nó rất là khó để định nghĩa và chúng tôi đã dành cả một cái chương trong cuốn sách để mà định nghĩa về nó mà nói một cách Hoàng vi đang dịch từng chữ cho quý vị nghe đó và nó là một cái kiểu hiểu rằng chúng ta cần phải thiết lập lại những cái trật tự xã hội để mà kiểm soát các cái cấp bậc trong à, xin lỗi nó rất là khó để mà tôi có thể đưa ra một cái định nghĩa đầy đủ như thế này và cái video mà cái cô tác giả The Stolen Youth, một cái tuổi trẻ bị đánh mất, á, nó lan truyền nó với tốc độ rất là chóng mặt về một ví dụ cho thấy là đảng Cộng Hòa thường chỉ trích về work. Mà họ viết hẳn một cuốn sách, nhưng mà nếu mà nói work là gì á, thì họ không biết. Thì ngay sau cái cuộc phỏng vấn trên đài Fox như thế này á, thì cái cô tác giả này cũng giận lắm. Thậm chí á, sau đó cổ đăng đàn và cổ nói rằng á, cổ bị những cái người an cơ của Fox gài. Và một trong những Đúng rồi là nhân vật này cảm ơn ban kỹ thuật và một trong những cái người an cơ là Troy Gray á, quý vị không có biết đâu trước khi mà cái cuộc phỏng vấn được record á thì cái người an cơ đó nói với tôi á là họ rất là ghét những cái bậc cha mẹ họ ghét parents lắm nhất là những cái parents nào mà hay ý kiến rồi mà bên đi về phía những cái tiểu bang bên phía cộng hòa đó là họ rất là ghét đó là cái lời mà để biện minh cho của của cái cô tác giả The Stolen Youth này nhưng mà dù sao đi nữa người người sau câu chuyện này thì những người mà làm báo thưa quý vị người ta nói bây giờ từ đây về sau gặp bất kỳ một cái chính trị gia nào mà chỉ trích là cái đó là work á, thì hãy hỏi họ trước khi đi vô phỏng vấn hay hỏi họ quốc là gì đã rồi hãy thì mới đi tiếp và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại